phải em yêu, khung trời đại học, con đường Duy Tân, cây dài bóng mát. Và đây là hai câu hát trong bài hát Trả lại em yêu của nhạc sĩ Phạm Duy. Thì ngày hôm nay chúng em sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị đường Phạm Ngọc Thạch ngày nay, và đó là đường Duy Tân của Sài Gòn ngày xưa. Thì bên phía tay trái hiện tại là mình nhìn thấy thấp thoáng là cái trụ sở của Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh. Một lát nữa khi mà tụi em vòng lại sẽ cho cô chú anh chị nhìn cho mình rõ. Ở đây là cái nhà văn hóa thanh niên hoặc là một cái câu lạc bộ thanh niên của mình vậy. Thì bây giờ thì có rất là nhiều những cái câu lạc bộ, những cái khóa học để dành cho các cái bạn trẻ, các cái bạn sinh viên. Mình có thể là mình nâng cao được những cái khả năng của mình, những cái kỹ năng mềm hay mình thường gọi là soft skill. Thì cái ngã tư này á, là cái ngã tư cắt với đường Nguyễn Thị Minh Khai. Và cái đường Nguyễn Thị Minh Khai này thì cái đoạn này chỉ có một chiều mà thôi. Còn bên này đó chính là tờ báo Công an Nhân dân mà đa số người dân của mình thì ai cũng biết. Và ở cái phía khúc này á, thì mình còn nhiều những cái nhà hàng, những cái nhà hàng nước ngoài cũng có, những cái nhà hàng Việt cũng có. Và bởi vì cái đoạn đường này thì nằm ở cái khu vực ngay quận nhất, cho nên là có rất là nhiều những cái chiếc xe hơi. Cô chú anh chị cũng thấy là hai bên đường là mình đậu xe hơi rất là nhiều, bởi vì ngay đây là ngay cái khu vực mà văn phòng cao ốc của chính phủ lẫn của tư nhân. Thì đây ở ngay đây là cái hình ảnh quen thuộc của mình, đó chính là hồ con rùa. Thì ở đây là cái tháp ở trên á, khi mà cô chú anh chị nhìn á thì mình có thể cảm nhận được nó giống như là một cái bàn tay của mình vậy á. Bàn tay của mình xòe ra, hoặc là cũng giống như một cái cánh hoa khi mà nó xòe ra thì nó nâng đỡ cái nhụy ở bên trong. Và ở đây là cái khu vực mà tập trung rất là nhiều các bạn trẻ, để nói chung là nó cũng như một cái khu phố ẩm thực, kể cả từ sáng cho đến đêm luôn, nhưng mà buổi tối thì thường rất là đông. Ở phía bên tay trái của em hiện tại là cái trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, và trước đây thì nó là trường luật, tuy nhiên bây giờ đã đổi thành là trường kinh tế rồi ạ. Và đây là cái ngay đây thì nói chung là cái lúc mà tụi em đi thì cái thời gian của nó cũng chỉ là tầm buổi chiều thôi, chứ cũng chưa có phải là cái lúc mà người ta tan ca, cho nên là xe cộ thì cũng chưa đến nỗi quá đông. Tuy nhiên là tầm là khoảng 4 giờ rưỡi đến 5 giờ chiều thì cái khu vực này rất là đông ạ. Và ở phía xa xa cái con đường này thì mình thấy là những cái ngân hàng á, bây giờ là họ cứ rải rác trên tất cả khắp các con đường ở Sài Gòn của mình đi. Ở đây thì cũng có bán, cũng có cái tiệm bán hoa, và đặc biệt của họ chính là Lan Hồ Điệp. Đây thì nói chung là khi mà cô chú anh chị của mình nhìn lại cái hình ảnh cái con đường Phạm Ngọc Thạch ngày nay hay là đường Duy Tân của Sài Gòn trước đây, thì theo những cái thông tin hoặc là trên những cái sách vở mà em tìm được á, thì mình cảm thấy là nó không có thay đổi quá nhiều. Cho nên là nếu như mà cô chú anh chị mình mà có thấy những cái điều gì á mà tụi em nói nó chưa có đúng so với cái thời mà cô chú anh chị sống, thì có thể là comment ở phía dưới để mà cho tụi em biết và tụi em có thể chỉnh sửa nhiều hơn nhé. Đây, lúc nãy mình đi nãy giờ chưa có bao nhiêu hết, một cái đoạn đường rất là ngắn thôi mà cứ cách một cái là ngân hàng rất là nhiều cả hai bên đường luôn. Thì ở đây là mình vẫn có những cái quán ăn, tuy nhiên là những cái quán ăn đây nó không có nhiều. Con đường này thì chủ yếu là những cái ngân hàng nè, rồi những cái văn phòng chính phủ hay là văn phòng của công ty, hoặc là thậm chí là những cái công ty mà đại diện cho nước ngoài á. Đây, bây giờ buổi chiều cho nên là đợi đèn xanh đèn đỏ thì bị lâu ha. Ở đây là cái ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn. Và khi cô chú anh chị mình ở nước ngoài về á, mình đi xa quê lâu năm á, thì mình
thường mình ở nước ngoài mình đâu có bao giờ mà mình đeo khẩu trang hay là mình mặc cái áo khoác như vậy đúng không ạ? Bởi vì thường có những cái vùng á, giả sử như vào bắt đầu là từ tháng 8 trở đi nè, thì trời đã bắt đầu là vào thu, thì cái thời tiết rất là lạnh, bắt đầu lạnh rồi chuyển dần đến cái mùa đông thì rất là lạnh, cho nên là vào những cái lúc mà trời nắng á, thì mình giống như là mình rất là thích cái thời tiết mình nắng ấm ở nước ngoài. Tuy nhiên á, ở Việt Nam của mình á, là một cái nước mà nước nhiệt đới, cho nên là cái thời tiết bây giờ mưa thì cũng mưa rất là nhiều, bởi vì cái độ bây giờ là đang trong mùa mưa lũ. Còn những cái ngày mà nắng á, thì nó nắng cực kỳ luôn, cho nên khi mà mình ra đường á, là mình có phải áo khoác dài tay nè, rồi bao tay, rồi khẩu trang, rồi váy chống nắng là bây giờ mới có thôi. Cho nên cô chú anh chị khi mà thấy tụi em mặc như vậy á, thì cũng đừng có quá gọi là, tại vì cái clip mà tụi em ăn bò bía á, khi mà em ngồi ngoài nắng à, cho nên là em trùm cái nón á, thì có nhiều người cũng nói những cái vấn đề không tốt về cái điều đó, thì tại vì họ không có hiểu, cho nên là em hy vọng là cô chú anh chị cũng có thể hiểu cho tụi em cái vấn đề này. À, đây là cái đoạn đường của mình đi đến đường Điện Biên Phủ, cho nên là bây giờ chúng em sẽ quẹo ngược lại, bởi vì cái đường Điện Biên Phủ thì cô ý cái đường này không phải là đường Điện Biên Phủ, em xin lỗi em nhầm mất. Đường Điện Biên Phủ của mình là đi từ trên xuống, cái đường này là đường từ dưới lên, cho nên không phải. Ở đây là cũng có nhiều cái tiệm thẩm mỹ ha, cái tiệm nha khoa, và ở đây cũng là có cái tiệm sushi của Nhật nè, Cheesecake Cafe, và ngân hàng thì nói chung là ngân hàng bây giờ đi đâu đâu cũng có rất là nhiều ạ. Đây là những cái tòa nhà, những cái cao ốc. Bây giờ ở Sài Gòn của mình á, thì họ xây các cái cao ốc rất là nhiều, các cái văn phòng cao ốc hoặc là các cái dạng nhà ở. Ồ, ở đây thì cô chú anh chị thấy là cái chung cư này rất là cũ rồi ha. Thì em không biết là có từ thời nào, nhưng mà mình nhìn với cái màu sắc của cái bức tường á, thì mình thấy cực kỳ cũ. Ồ, cái quán phở quan ở đây nữa, không biết là ăn như thế nào ta. Cô chú anh chị nếu mà đã từng ăn ở cái quán phở quan này á, thì có thể là cho tụi em ý kiến nhé, để tụi em có thể đi ăn để mà quay phim lại cho cô chú anh chị mình xem ha. Ồ, bây giờ bắt đầu là dính cái đèn xe đèn đỏ nữa rồi. Đây bây giờ là mình đã chuẩn bị là mình trở về cái khu vực. Ở buổi chiều á, mỗi buổi chiều thì đều có một cái anh, một vài cái anh cảnh sát giao thông, và các cái anh mà dạng như là mình đứng ở ngoài mình giúp, để mà mình đừng có làm cho xe hơi á, đừng có làm cho những chiếc xe, nói chung là mình bị tình trạng mà kẹt xe á, thì các cái anh đó cũng giúp đỡ những người đi đường rất là nhiều. Còn bây giờ bán bánh mì, thì cái con đường này á, tuy là nằm ở quận nhất, cũng có những cái nhà hàng cao cấp nè, rồi mình cũng có những cái convenience store, như lúc nãy mình đi ngang cái đó là Circle K, thì mình không thể thiếu được những cái hình ảnh rất là quen thuộc, đó chính là những cái quán cóc, những cái quán cà phê cóc như thế này thì ở nước ngoài chắc chắn là không bao giờ có. Rồi cái hình ảnh là cô đẩy xe bán bánh mì, hay là những cái hình ảnh là cái cô này nè, thì buổi chiều cô sẽ phải đi đẩy những cái xe rác như thế này để mà góp phần làm sạch cho cái thành phố của mình, thì những cái hình ảnh này đối với tụi em rất là đáng quý. Đây là cái quán, như là cái quán cà phê Trung Nguyên. Thì ngoài những cái quán cà phê cao cấp, mình vẫn có những cái quán cà phê cốc ở lề đường như thế này. Cuộc sống gần như là thay đổi so với trước đây rất là nhiều, tuy nhiên là mình vẫn giữ được cái nét là ẩm thực đường phố của người Sài Gòn hay là của người Việt Nam nói chung. Đây là cái trường Đại học Kinh tế, lúc nãy tụi em đi quay ngang qua nhưng mà nó không có rõ, giờ đi lại cho cô chú anh chị mình nhìn xem. Trước đây thì cái trường Đại học Kinh tế này nó là trường luật, ở đây bây giờ cũng có cái viện đào tạo quốc tế rồi ha, International School of Business, nhưng mà bây giờ đã trở thành trường Đại học Kinh tế rồi. Thì đây là tụi em vòng lại qua cái hồ con rùa,
Thì cái hồ Con Rùa này á, cái tên của nó xuất phát á, là do ở các cái đường đi á, trong cái này là cô chú anh chị thấy là mình có một vài cái đường đi vào giữa cái hồ á. Thì ở ngay đây á, trước đó là có một cái tấm bia con rùa. Thì ở đây chủ yếu mình là một cái đài tưởng niệm hình bằng con rùa bằng hợp kim á, và đỡ trên lưng những cái bia đá lớn, và trên đó thì có các cái dòng chữ là ghi công những người đã chết cho Việt Nam Cộng sản đó, cho nên là dân gian họ gọi là hồ Con Rùa. Bây giờ thì cái bia đó đã bị phá hủy rồi, nhưng mà người dân quen thì vẫn gọi là hồ Con Rùa luôn. Thì ở đây là mình vẫn có những cái tiệm đồng hồ cao cấp, những cái tiệm mà những cái shop bán điện thoại cao cấp. Và ở trên đường này thì mình cũng sắp cái quán con gà trống nằm ở cái ngã tư mà Phạm Ngọc Thạch với lại Nguyễn Thị Minh Khai, thì nói chung là cũng rất là ngon, chất lượng cũng rất là ok ạ. Và đây là cái trụ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mà hồi trước đây á, của mình đó là nó tên là Tổng hội Sinh viên, thì mới được đổi tên vào bây giờ thôi. Đây, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì ở đây có những cái cây rất là lớn hay những cái cây rất là cổ thụ. Và tụi em xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem cái video ngày hôm nay của tụi em. Nếu như cô chú anh chị thấy thích đó, thì có thể là like hoặc là comment phía bên dưới. Hoặc là nếu như mà tụi em có nói một cái vài điều sai sót, chưa có chính xác, thì hy vọng là cô chú anh chị có thể làm góp ý thêm cho tụi em biết về điều này. Và hy vọng cô chú anh chị có thể chia sẻ những cái hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn trên cái kênh YouTube Lâm Gia Trinh của tụi em cho nhiều bà con khác, để mọi người xem như đó là một cái kỷ niệm xa quê, mà khi mình nhớ quê thì mình có thể xem lại những cái hình ảnh bây giờ. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ.